mọi người đâu hết rồi? Đợi đã, quay lại đây đi. Tớ chưa xong với cậu đây. Tớ sẽ bắt lấy cậu ngay bây giờ. Này cậu kia, lại đây mau. Xem mình có chuyện gì thế? Không thể như thế được, mọi người đang trốn tớ đấy chứ. Sao lại thế? Các cậu đang chơi trốn tìm hả? Không, Susan, bọn tớ đang lên đồ mà. Thế sao đám đồ chơi lại trốn thế? Thế mới là vấn đề. Tớ còn chưa thử hết đồ cho họ cơ. Tớ đoán chỉ là họ mệt vì trò chơi của cậu thôi. Nhưng thay toàn bộ đồ hay mà. Mỗi phút à. Vì búp bê không còn là một lựa chọn nữa nên mình sẽ phải tìm ra thứ gì đó mới thôi. Tớ biết nó sẽ là gì rồi. Đi thôi nào. Chào các cậu nhé. Cùng làm một cái búp bê mà các cậu có thể thử đồ bao nhiêu cũng được nhá. Tớ hiểu rồi, cậu quyết định sáng tạo ra dòng thời trang mới từ giấy à? Kiểu thế, cậu giúp tớ được chứ. Nhìn này, cậu phải uốn cong bốn góc như này nè. Dễ thôi, ở TV Dabo tớ từng khâu quần áo thời trang rồi mà. Mà đây chỉ là chiếc giấy thôi mà. Cùng xem nào, hấp, hấp, xong cả rồi nè. Tức là cậu biết khâu hả? Cậu khâu gì đó cho tớ nữa đi. Ồ thần linh ơi, cậu vừa làm gì thế? Cậu phá hỏng mọi thứ tớ làm rồi. Semi hạ hỏa đi, đây mới chỉ là bước chuẩn bị thôi mà. Và cậu không trả lời câu hỏi của tớ, cậu sẽ khâu gì đó cho tớ chứ? Được chứ, tớ có thể làm mẫu ngay bây giờ luôn. Tớ đoán là tớ sẽ cho thêm gen nữa. Không chắc về gen cho lắm, đơn giản thì tốt hơn đấy. Câu nói vô tình của cậu phá hỏng cảm hứng của tớ rồi. Semi tớ xin lỗi mà, đừng có bẩn như thế. Để tớ cho cậu xem một trò hay này nhá. Xem này. Mọi thứ được gấp một cách hoàn hảo luôn. Này, trò đó là bản quyền của tớ mà. Tớ sẽ cho cậu xem luôn. Wush, wush. Chú, chú ơi, chú. Semi tớ thích trò của cậu đấy. Nhưng có lẽ cậu có thể giúp tớ một tí ở đây nhỉ. Cậu là một nhà thiết kế thời trang vĩ đại mà. Tớ không thể làm mà thiếu cậu được không? Tớ trở lại rồi đây. Tớ sẽ hoàn thành thật nhanh thôi. Không phải cái đó. Đã đây, giờ là xong cả rồi. Semi cảm ơn nhá. Nhưng mình vừa mới bắt đầu mà. Cho đến lúc hoàn thành còn cả một đoạn đường dài đấy. Cậu biết là sáng tạo bộ sưu tập thời trang mất cả tháng mà đúng chứ? Cả tháng cơ? Ý cậu là mình sẽ làm thủ công trong cả tháng hả? Không, Semi bình tĩnh nào. Mình sẽ xong rất sớm thôi. Mọi thứ đã được tính kỹ rồi mà. Chả gần như mọi thứ. Không có cái gần như trong thời trang đâu. Lý thuyết xác suất không có tác dụng với cái này rồi, cậu biết đấy. Wow, Semi, lý thuyết xác suất á hả? Cậu còn là một chuyên gia toán học nữa hả? Tớ đã tài mà. Này, ai tắt điện đấy? Đừng trêu tớ thế chứ. Semi, cậu đang chắn đường. Và tớ thì cần tiếp tục làm thân con vịt nữa. Tớ muốn nói với cậu một điều này. Nhưng thật sự thì, chủ, các bạn, mọi người có thể giữ bí mật được không? Chắc chắn rồi. Thế các cậu, like này các cậu cũng giỏi giữ bí mật nhá. Chủ, ok, tớ sẽ nói. Nhưng chỉ cho các cậu thôi, đừng kể cho ai nhá. Semi, mấy bộ đồ này đẹp thế, cậu vẽ đó hả? Nhưng lúc nào ấy nhở? Bọn tớ có cuộc thi bộ đồ đẹp nhất ở TV Dabo mà. Này, tớ chưa xem hết mà. Hồi đấy tớ vẽ nhiều lắm, nhưng tớ chưa bao giờ làm chúng cả. Semi tuyệt thật đấy, đây là thứ mà tớ chưa bao giờ xem xét á. Giờ thì tớ biết chắc chắn bộ đồ cho búp bê của mình sẽ trông như nào rồi. Nhưng chú, tớ không hiểu, đây là trang phục cho vịt La La Phan Phan mà. Tớ chưa nói hả? Mình không chỉ đang làm búp bê đâu, mà là làm một chú vịt giấy đấy. Thế nên ý tưởng trang phục của cậu rất hợp luôn. Hooray hooray, ước mơ của tớ sẽ thành sự thật. Dù cậu đúng là bạn thân nhất của tớ. Cậu nghi ngờ tớ hả? Tiếp tục làm thôi nào, đến lúc chuyển qua bước tiếp theo rồi. Và phần thân xong rồi, giờ mình làm phần đầu nha. Dù tớ lại biến thành một chú vịt rồi, cậu có thể dùng tham khảo đấy. Nguồn tham khảo tự nhiên luôn. Cảm ơn nhất xem, nhưng chú vịt của cậu trông không giống La La Phan Phan, không thử được rồi. Thấy không, cậu không vừa. Cậu nên để tớ thử đồ cho chứ. Xem cậu có chắc là đồ chơi của cậu muốn tham gia vào show thời trang của bọn mình không thế? Để tớ tổ chức một cuộc khảo sát ở đây đã. Ai muốn tham gia vào buổi diễn tuyệt vời của tớ nào? Semi có vẻ như cậu dọa đống đồ chơi chạy mất rồi. Nhưng đừng bỏ cuộc nhé, chú vịt của mình sẵn sàng thử tất cả quần áo mà. Thì mình phải hoàn thành mọi thứ càng sớm càng tốt thôi. Nào Shu, cậu phải tăng tốc lên một chút đây. Semi thi thoảng cậu buồn cười ghê, origami không thích vội đâu. Và show thời trang cần chuẩn bị lâu nữa. Nhưng ở TV Dabo, Semi cẩn thận đấy, nếu cậu làm nó nhanh thì mình phải làm lại từ đầu đấy. Thế là hồi ở TV Dabo bọn tớ chỉ cần vài giây để chuẩn bị sẵn sàng thôi. Thú vị đấy, nhưng tớ cần phải xong ở đây đã. Cậu có thể kể chuyện cho họ nghe. Và tớ sẽ tiếp tục làm việc. Nhưng tớ vẫn không hiểu sao cậu lại làm nhanh thế được. Đầu tiên người TV Dabo chọn một nhà thiết kế này. Kiểu gì cũng là tớ luôn. Sau đó nhà thiết kế nghĩ ra một trang phục. Và tớ có thể tạo ra cả tá trong một giờ đấy. Ồ, nhà thiết kế với đại giam, tớ hỏi một câu chuyện được không? Được chứ, tớ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào từ fan mà. Cậu có thể khâu một bộ đồ nhanh như cách cậu nghĩ ra nó không? Đấy là phần việc của tớ. Tớ là
một nghệ sĩ mà, một nguồn ý tưởng. Giờ tớ hiểu rồi, lý do cậu làm việc nhanh như thế. Cậu có một đội thợ may ở Chibidabo hả? Có chứ, và tớ nghĩ ở đây mình cũng nên có. Tớ sẽ đi huấn luyện vịt của tớ, Bobby, và... Chúc may mắn nhá, còn tớ sẽ làm đôi má. Thế là mình đã uốn chỗ này rồi. Giờ mình sẽ uốn ở đây nhá. Thật ra là sao cậu không giúp tớ nhở? Không á, tớ giúp à? Đây này, tớ mang thêm giấy cho cậu để làm thêm mẫu cho show của thêm tớ. Thêm mẫu nữa hả? Cậu nên giúp tớ với đôi má đi. Cậu có thể làm tốt hơn tớ mà. Nhưng bộ đồ... Xem đi, đợi đã, mình đã thống nhất dùng tranh của cậu rồi mà. Càng nhiều càng tốt mà, xem trước đi nè. Ôi, Sammy, cái đó chắc chắn là đẹp đấy, nhưng nó không phù hợp. Nhìn này, mấy cái váy này chả hợp với vịt gì cả. Tiếc ghê, tớ muốn chú vịt của mình là xịn nhất mà. Cậu ấy sẽ xịn nhất mà, mình xong phần đầu với thân rồi, còn một bước nữa thôi. Cái nào cơ, là gì thế, nói đi mà, bọn tớ muốn biết mọi thứ. Mình cần vẽ một khuôn mặt và bộ đồ cho cậu ấy đó, đi thôi. Mình đến phần thú vị nhất rồi nè. Vẽ... Đợi đã chứ, còn quá sớm để vẽ mà. Mình cần phải làm thêm một thứ nữa. Sammy đừng dọa tớ thế chứ. Là gì thế? Đợi chút. Ta-da. Này, tớ nói là... Ta-da. Tuyệt, thế là mình sẽ có 3 mẫu. Mình cần bao nhiêu bộ đồ nhỉ? Để xem nha. Đây, mình sẽ có tổng cộng 6 bộ đồ đó. Nhà thiết kế với đại Sammy, cậu có thể làm bản sao của cái đó không? Đối với cậu thì tớ chỉ là người đi sao chép thôi hả? Được thôi. Sammy, cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ làm rất nhiều phần nhá. Nhưng giờ tớ lại cần cậu giúp rồi. Người mẫu của mình cần có mặt mà. Rồi, tớ làm được mà. Tớ biết người mẫu của mình nên trông như nào mà. Tớ đâu có nghi ngờ điều đó. Mong là cậu cũng sẽ thích cái của tớ. Tớ đoán là cậu biết vịt La La Phan Phan nên trông như nào ha. Đương nhiên là tớ biết rồi. Nhưng tớ có cách của tớ. Thế nên vịt của tớ sẽ khá là đặc biệt đấy. Trong khi cậu đang vẽ một cái thì tớ đã xong 2 cái rồi đây này. Tuyệt lắm. Nhưng tớ nghĩ chú vịt của mình cần thêm màu nữa. Mình sẽ bắt đầu với má hồng nhá, chúng cũng sẽ đáng yêu lắm đấy. Này, ở đây chỉ có tớ là đáng yêu thôi. Sammy làm ơn dịch ra đi. Thôi nào chứ, tớ đùa thôi mà. Các cậu ơi, xem quả rồng ngon mọng này nè. Và hỗ trợ chú vịt của tớ trong chiếc kính thời thượng này nữa. Một vài chi tiết nữa thôi và nó sẽ xong. Đây sẽ là show thời trang tuyệt nhất của tớ cho xem. Sammy cậu làm tốt lắm, nhưng cùng tăng tốc với chỗ còn lại thôi. Tuyệt vời, làm tiếp thôi nào. Bộ nào sẽ hợp với chú vịt nhất nhờ? Cậu đang làm sai hết rồi. Thế còn màu thì sao? Mấy cái này trông nhợt nhạt quá. Tớ tưởng đấy là ý tưởng sáng tạo của cậu. Mình sẽ bắt đầu với màu phổ biến nhất nhá, màu hồng sam. Chà, thế thì tớ phải theo dõi cậu thôi. Thiết kế của tớ nên hoàn mỹ. Xin lỗi nhé siêu, tớ mải quá. Cậu đúng là một gián điệp tồi đó Sammy. Tớ gần xong với bộ đồ đầu tiên rồi. Này không, tớ không thể để chuyện này xảy ra được. Nhưng Sam... Chú cho mà ơi, tớ sẽ là người đầu tiên. Ha, tớ không sợ đâu. Nhìn này, cuối cùng trông đẹp đấy chứ nhở. Đây rồi, đưa tớ đi. Giờ thì đến mà lấy nè. Chú, đưa tớ cái tớ đi, khán giả đang xem đây. Tớ sẽ đưa cậu mấy bộ đồ này, đi mà. Rồi, trao đổi nhá. Hooray. Các cậu ấy tham gia buổi tô màu room room siêu tốc của bọn tớ nè. Sammy, thế còn các thiết kế thì sao? Tớ háo hức quá. Sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Ăn trộm, tớ thấy rồi nhá. Tớ chỉ muốn giúp thôi mà. Có mọng đỏ trên áo và một diện mạo lãng mạn đã xong rồi đó. Nếu mình tô 2 bút màu cùng lúc thì sao nhờ? Giữ cậu ấy đi các bạn, tớ sắp xong rồi. Này không công bằng, mọi người luôn không có nhận thiên tài mà. Tớ làm được rồi. Xin lỗi nhé Sammy, nhưng tớ phải cứu vãn show diễn của cậu thôi. Này Sammy, cậu ổn không đó? Trang phục của cậu đang đợi kìa. Cái gì cơ? Buổi diễn đã bắt đầu rồi hả? Hay tớ xong rồi? Không, Sammy, cậu đến đúng lúc đấy. Mọi thứ sẵn sàng rồi. Còn cậu thì sao? Yay! Đến lúc để tớ tỏa sáng trong vai trò một nhà thiết kế rồi. Có khi tớ có thể mặc một bộ nào đó lên nhỉ? Mình chỉ lên đồ cho người mẫu thôi mà. Không có thời gian để đợi đâu. Mình phải nổi tiếng. Thế mọi người đã sẵn sàng cho buổi diễn chưa nào? Hay thật. Wow. Xem bộ đồ này nè. Đẹp quá đi.
Giờ thì nhìn sang đây nào. Rồi giờ đổi dáng đi. Nhìn qua đây nào. Tôi có mấy cô người mẫu tuyệt quá. Họ vui vẻ đổi dáng bất cứ lúc nào. Jamie, cô đang làm gì đấy? Chụp ảnh hả? Ừ, tôi muốn gửi báo cáo đến một trung tâm thời trang ở Tibidabo mà. Sao thế? Người mẫu của tôi đâu hết rồi? Họ chạy hết mất rồi hả? Cái này là của mình. Báo động, bắt cóc, quay lại ngay. Tôi sẽ làm show thời trang cho tất cả các cậu mà. Thế đấy, đăng ký kênh bọn mình để chờ đón thêm những các cậu. Bye bye mọi người. Đợi đã.